Dạ. Chị chào anh. Qua coi cái kênh của Minh Dừa là đương ở Bình Định. Ồ vậy hả? Ồ dạ. Anh chủ quán hả? Tôi coi 2 năm rồi hả? Tôi thích nhất là cái clip mà cơm gà Tam Duyên 570 Phan Chu Trinh. Tâm khổ lắm, mở qua phim dạ. Phan Chu Trinh của sư phụ Tâm Định á. Dạ. Sư phụ Định cho bán mía Mỹ Tho. Dạ dạ. Hiện tại hôm nay chú là 10... nhỏ hơn 312, chú là bằng chú Sơn. À dạ, ô, anh bằng chú Sơn hả? Anh bằng Sơn. Dạ, Đinh Dậu, Đinh Dậu. À, Đinh Dậu. Nhưng mà nhỏ một giá. À, dạ, vậy là Dậu luôn. Ôi, tuổi gà bán cơm gà nó hết sảy ha. Chú, con chụp chú, ở với ba con một đậm nha. Rồi, ok. Dạ. Dạo cũng dạo mà. Ủa, ở đây là 570 hay 576 vậy? 576. À 576. À ghi sai hả? 576 Phan Châu Trinh. Phan ngói á. Dạ. Năm ngói là hồi mà đi ra ở chỗ mà lực mà bên Sâm Ngọc Linh á. À dạ. Tôi thấy tôi quay clip rồi đó. Tôi mới điện cho ngay hồi trưa là 0903684205. Trời. Mà kêu không phải, cái này là clip quay lại. Dạ. Nếu có thì chạy tôi đi coi lâu lắm rồi, coi mấy chương trình tôi thích. Dạ, như lát Nga Sài Chua có ra nữa đó. Dạ, để coi Nga Sài Chua đang đâu không biết. Nhất cái tốt không? Thì chút mà vô Trường Giang mà ăn dê. Dạ. Đó, vô quán Trường Giang ăn dê. Dạ, ủa thưa anh tên gì anh? Tên Lai. Anh Lai, dạ. Anh Lai là chủ quán cơm gà Tam Duyên. Ở 576 Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ nha. Cơm đây rất là ngon mà giá cả rất bình dân luôn. Hôm nay cả đoàn mình coi như là hôm nay là một cái ngày rất là khốc liệt ở tại Hội An, và cũng là chặng đua cuối cùng, chặng thứ 6. Chính vì vậy cho nên là bây giờ 11 giờ hơn 11 giờ trưa thì hôm nay vừa xong cái sa hình tơ lụa rồi, thì bây giờ cả đoàn tất cả 100 mấy chục con người đổ vô đây ăn hết, ăn thật nhanh để chuẩn bị chiều nay là từ trưa, có khả năng từ 12 giờ trưa cho tới 8 giờ tối luôn. 6 thử thách, 6 địa điểm khác nhau vòng xoay du lịch Hội An. Dạ rồi, ok, gọi cơm gà chặt bắp. Rất nhiều gà rồi. Đó, đang chặt ở dưới bên dưới kìa, tìm kiếm đường với mình là. Cơm gà, đó. Tam Duyên, ủa tại sao có tên Tam Duyên vậy ta? Trời, gà quá trời gà luôn vậy. Dạ. Tam Duyên là ba duyên. Trời ơi, nhìn cái gà. Lâu. Ồ, gà rất là từ rồi rói luôn. Trời ơi. Sếp nghe, quay cho đẹp nha. Dạ, quay cho đẹp nha. Rồi. Quay không đẹp là cho nhìn đói nha. Ok. Dạ không sao, bình dân ăn mới ngon. Một dĩa là ở đây bao nhiêu cô? Một dĩa maximum là có 35.000 thôi, cơm gà co là 35.000, cơm gà xé 30, cơm gà chiên 30, thôi ăn cơm gà xé đi. Rồi, gà đùi chặt ngon quá nè, mình chỉ chặt rồi. Em biết có con mang ớt gì thì dùng dĩa ớt đó. Dạ, cho em một dĩa ớt nha, rồi. Đó, em ngồi bên đây luôn rồi. Đã chưa? Bầm. Dĩa vậy là dĩa gà xé đó hả chị? Dĩa gà xé 30 thêm gà. Trời ơi, dĩa bà xé vậy 30 kìa. Trời ơi, dĩa gà xé 30.000 à. Ngon ghê chưa? Sài Gòn làm gì có gà này. Dạ, Sài Gòn làm gì có. Gà này gà Tam Kỳ đúng không chị? Chờ cho anh cái chỗ anh ngồi anh quay nha.
ăn nhanh rồi chạy. Dạ hôm nay chơi game chạy cho nên là tội ngon quá à, chị ơi. Con gà nhìn hấp dẫn quá. Em cứ dừng lại chỗ gà thiệt lâu đi. Hết sảy. Quán gà Tam Duyên, nó Tam Duyên là Ba Duyên. À, chủ quán là anh Lai là một cái khán giả rất là theo dõi trên comment từ rất lâu luôn. Mình bán từ mấy giờ chị? Bắt đầu sáng 8 giờ là có ăn rồi, tới 8 giờ 8 giờ rưỡi thế nào. Dạ dạ. Rồi cho em một dĩa 30 nha. Rồi em bên kia em đang ngồi. Tất cả đều thôi thôi anh ăn đúng 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 dĩa bình thường thôi, cho bà con ta thấy là bình dân như thế nào. Đúng dĩa 30.000 thôi. Đây nè, ngồi đây đây rồi, đông vui quá. Đây các anh em thí sinh cũng vô ăn cùng luôn. Đổi chỗ cho anh được không? Đổi chỗ anh đi. Lá là ngồi đây quay đỡ làm phiền sao? Không anh ngồi đây. Bằng quay phim ngồi bên kia. Rồi. Giữ mình cái ghế đó nha. Đi vòng rồi cho coi bà. Anh em mình đông đủ không? Linh giữ mình cái ghế đó nha Linh. Giữ cái hai cái đó cho. Rồi. Rồi đó đã lên hàng rồi, lên rồi, lên rồi. Các anh em bên tổ tổ máy. Ô. Chúng ta là rồi, chúng ta lại gặp lại Phong Dừa. Ăn từ từ Phong Dừa ơi, mắc nghẹn Phong Dừa. Ô dĩa 30 rồi, ok quá ha. Tam Duyên. Hả? Chưa. Chú lát chú ngồi bên kia chú ăn. Đi vòng coi anh em ăn uống sao đã. Rồi đội social, wow. Rồi các anh em ngồi tìm, không anh ngồi bên kia. Ngồi bên kia cho nó sáng, ngồi đây nó hơi ngược. Dĩa nữa chị, nợ một dĩa nữa nha. Ngon miệng nha. Dạ. Ăn dĩa này là no ứ rồi, chạy tới 8 giờ tối luôn. Một, hai, ba, mười mấy bạn luôn. Nghe. Cái chủ quán nó muốn kiếm em á. Nga xoài chua. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi á. Ăn no nha, ăn no lát chạy nha. Có gì cần ăn thêm nha. Ừ, có gì gọi cơm thêm, đừng gọi gà thêm được rồi. Ơi. Trời, anh không chạy ai quay. Trời trời, hỏi câu hơi quê. Chạy mà còn lên, có khi còn lên quay một mồng, quay thiền thúng. À, đây các người chơi của chúng ta. Ăn kinh khủng khiếp. Còn cứ nói thoải mái. Một chút của anh em kém là công viên thanh thiếu niên hay là công viên thiếu nhi. Tám giờ tối. Ăn cho thật no nha, hôm nay chạy 8 tiếng đó. Ê, đúng rồi, chạy 7 tiếng, 6 tiếng đó. Đông vui quá. Sách gì vậy? Tức ra xịt mở mắt rồi có sao không? Ô, Mỹ Ti. Khỏe không Mỹ Ti? Khỏe hả? Ok rồi. Vậy đây là hai bà chùm. Đây là bà Trang, đây là bà Ngân. Đó. Đây là hai cái bà mà gây thù chú quán với là chính thí sinh là sau cái chương trình này là giải nghệ luôn. Chứ không là bị đánh bơm đầu luôn. Mình có thử không?
đủ hết luôn, đủ mặt anh Hào hết. Đây là tổ hậu cần đó, lên hình hết luôn cho tôi nha, để nhớ mặt nhau hết nha, cái này là tư liệu á. Bé này mới đầu trắng bóc luôn mà bữa nay nó đang thù lùi luôn. Những gương mặt đen, so thử coi. Ôi, em đang mất bằng cái tiền rồi đó. Em đang hơn rồi em. Chúc mừng em đã được giải 5 triệu. Đây là ứng cử viên là những gương mặt đen nè. Ai đen hơn? Quang. Anh đen hơn rồi, em mất cơ hội rồi. Rồi thôi mình đi ra đi ha. Dạ dạ. Dạ không mua gì lắm. Lát ăn xong, ăn xong tính. Dạ. Ok chị. Thôi thôi anh không cầm đùi đâu, anh ăn gà xé thôi. Gà xé dễ ăn. Cạp lâu lắm. Ở để dĩa đó lát cho Quang hay gì đi. Ăn đúng dĩa 30 ngàn giống như người ta đi cho vui. Ăn mình danh 30 ngàn. Đây có món này luôn nè. Rồi cảm ơn anh trai, ăn đi cơm. Đây có ai ăn điệp. Hả? Anh quay quay. Rồi cảm ơn em. Ồ quá rồi, dĩa 30 quá mạng trời. Bao no, bao no. Đây nè, anh phải ăn cái sẽ dùng lấy cái mắm này nè. Mắm này. Rồi, rồi. Không, cái tương này nè. Rồi. Đó, cái tương này ăn rất là được. Tương này chắc đặc biệt lắm nè, để mình thử nha. Cái đường này như nó có cà hay gì á. Ồ cái sốt này đặc biệt nha, đặc biệt nha. Rồi xong mình thêm ít nước mắm bên đây nữa. Rồi xuất sắc. Dĩa này có vẻ hơi bự quá do so với mình. Mới thử trộn với sốt thôi, chưa có tính tới gà. Tam Kỳ. Tam Kỳ gà, cơm gà rất nổi tiếng nha. Như các bạn về Tam Kỳ cũng có khá nhiều món ăn, nhưng mà tầm cơm gà là một trong những cái món rất ngon. Ngon là vì ở đây cái nguồn nguyên liệu gà nó rất ngon. Món này ha, không cay lắm, không đủ đô, nhưng mà cái này nó hấp dẫn. Dạ. Cảm ơn anh. Muối hả? Dạ. Anh chủ anh Lai anh tặng mình cái muối ớt muối. Nước ớt này ha.
Chắc chuỗi ăn gà quá, cơm nhiều quá. Gà quá trời gà luôn, mà có 30 ngàn gì á. Em bỏ máy hả? Dạ, em bên cây số 1. Bán năng bên tôi cho ta cũng ngồi ăn luôn. Đó, như anh em một nhà. Sau chuyến đi này là tất cả anh em chúng tôi là như nguyên một gia đình. Gà ăn hoài không hết luôn. Ăn mấy giờ chưa hết luôn. Gà bao no. Gà bao no, đúng không? Gà ở da thịt nó ngọt. Đúng kiểu là ta. Cơm gà Tam Duyên vậy, đặc sản Tam Kỳ. 576 Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ. Đó là